Theo nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành, quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, người lao động tự do sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 1.500.000 đồng trên một người một lần hoặc 50.000 đồng trên một người một ngày, căn cứ theo thực tế hết số ngày tạm dừng hoạt động, theo yêu cầu của địa phương. Ngoài nhóm lao động tự do, nghị quyết số 68 cũng hướng đến nhiều đối tượng khác, ví dụ như đối tượng là người làm nghệ thuật dừng hoạt động 15 ngày trở lên, có mức khởi điểm là 1,6 cũng được xem xét hỗ trợ 3.700.000 đồng mỗi người. Đối với hộ kinh doanh dừng hoạt động 15 ngày trở lên, được hỗ trợ một lần là 3 triệu đồng trên một hộ.